Tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục clip phần 1 các bạn ơi, tới phần 2 các bạn ơi. Để mình làm dấu cái này cái. Mình chỉ nói tính lấy cái này xài lại nên mình muốn làm dấu thử coi nó còn ngon không. Để mình lấy tông cho các bạn coi. Phê gãy cái tông mà. Các bạn nào mà muốn biết cái ắc cái tông này nó còn ít tăng đa không, các bạn nhìn vô cái con này nè. Các bạn thấy cái con này cái ắc mà nó có cái độ xéo á. Cái này á là tăng đa đó. Này các bạn. Cái này còn im. Còn xài được các bạn ơi, còn bóng lắm, bóng lừ. Giờ mình gã nồi các bạn ơi.
ốc của mình để riêng loại thứ thứ cho dễ gã bạn, dễ gáp vô hồi dễ nhớ. Các bạn mới gã lần đầu tiên sau hai mấy năm, để mình đem gần cho các bạn coi nha. Các bạn còn chấm xanh xanh nè, sơn zin của hãng nè. Để quay quanh vòng coi có gì không. Không thấy ký hiệu gì hết các bạn ơi. Mình nói với các bạn ha, bạn nào mà mới gãi lần đầu tiên á thì mình lấy bút lông á, mình làm dấu mấy cái này nè, gạch 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 làm dấu để gì nữa mình có gáp vô nó không bị lộn các bạn. Rồi cái nào mà thấy không biết thì mình cứ lấy bút lông á, lấy bút xóa rồi mình gạch gạch vô đây nè, mình làm dấu thì nữa mình gáp vô cho nó ngay như cái hãng vậy á, cho nó ngon các bạn. Rồi bây giờ chuẩn bị mình tiến hành là gã cái nồi ra các bạn ơi. Rồi cái này qua qua phần sau các bạn.